Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với SNEW, bản tin cập nhật tin tức nhanh có trong ngày. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong hôm nay nhé. Câu chuyện đã từng gây xôn xao khi người dì tố cháu của mình cướp chồng sau 10 năm cùng mang cháu. Điều đáng ngạc nhiên là những người dì đã từng bên em gái mình bị cướp chồng, nay lại công khai bảo vệ cho đứa cháu của mình. Tối qua ngày 3 tháng 12, tài khoản NH chia sẻ về câu chuyện của bản thân bị chính cháu gái ruột người mà mình đã cùng mang nơi đất khách quê người 6-7 năm trời cướp chồng khiến dân mạng dậy sóng. Chưa dừng lại ở đó thì tới sáng ngày hôm nay, chị NH lại tiếp tục đăng tải những hình ảnh chụp màn hình của chính chị gái đang đàn chửi rủa mình. Để chú ý là người chị này đã từng đứng về phía cô, rủ cô đi đánh ghen nhưng bây giờ đã quay lưng. Trong những bức hình được chụp lại cho thấy người chị không ngừng xúc phạm em chia sẻ Facebook cá nhân bằng những lời tục tiểu. Thậm chí còn nói em gái bị chồng bỏ từ trước nên không phải lao động kiếm tiền giờ phải đi làm nên tức mới chửi cháu gái của mình. Quá xót xa và đau đớn không chỉ bị cháu gái cướp chồng mà giờ lại còn bị chị gái chửi rủa điều mình không làm sai, chị NH viết. Cuộc đời này của tao xấu hổ nhất không phải là chồng bỏ mà xấu hổ nhất là làm chị em với mày. Trong khi đó tao là em ruột mày, mày có biết là mấy cái bài boss này nó hủy hoại nhân cách của mày không? Nếu mày có nhân cách thì nhất định mất, hai đứa mày cũng rủ tao đi đánh ren, mày bỏ lên Facebook chửi người ta. Tao đâu làm vậy. Giờ này chắc thằng kia nó đang hạnh phúc lắm, nó được làm gia đình với họ Trần quá hot trên Facebook, còn quá nhiều tập hấp dẫn bộ phim phải có kết thúc. Chưa giờ lại ở đó thì chị NH còn chia sẻ về gia đình mình có tới 5-6 chị em thì chỉ có mình chị Nam là đứng về phía mình, còn lại những người đã từng đứng về phía em thì họ lại trở mặt chị Nam A. Không còn từ ngữ nào để có thể diễn tả được nỗi đau, chị NH liệt kê là những người chị của mình. Một người là mẹ ruột của đứa cháu đứng về phía sau mọi chuyện. Một người từng chửi rủa đứa cháu thảm tệ còn từng xuống mình đi đánh game mà giờ lại quay lưng bắt tay với kẻ thù đăng ảnh kết quả của đôi loạn luân trên Facebook để khiêu khích. Một người thì chửi rủa em mình thảm tệ trên Facebook. Cuối cùng thì chị NH vẫn xót xa cho bức ảnh gia đình, cùng hay đó là một lời nhắn nhủ. Mấy chị em mình cả đời này chắc không còn tấm hình như thế này nữa đâu. Cảm ơn má và chị Nam luôn bên con. Và tụi mình là SNEW, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.